Thưa quý ông bà và anh chị em, những gì tôi chia sẻ là những gì tôi nhận được từ một tác giả tên là Lê Hải Nam ở Việt Nam gửi qua. Có hai phần. Phần đầu xác nhận cầu nguyện không phải là cầu xin. Rất là rõ. Vĩ nhân của Ấn Độ mà người Ấn Độ gọi là Thánh Mahatma Gandhi, ông không nhận bí tích thanh tẩy. Nhưng ông là một người môn đệ trung kiên của Chúa Kitô. Ông muốn đến nhà thờ để được rửa tội, thì người Anh, một người kỳ thị nào đó, đã nói với ông rằng nhà thờ này không dành cho người da màu. Từ đó, một luật sư trẻ, thông minh, tài ba là Mahagandhi đã nói: con muốn theo Chúa, nhưng những đồ đệ của Chúa đóng cửa lại rồi. Vậy ông đi theo Chúa. Và đây là cách ông nói về cầu nguyện. Cầu nguyện theo tôi không phải là cầu xin. Cầu nguyện là sự khát khao của tâm hồn được tiếp xúc với Chúa. Là mỗi ngày chấp nhận rằng mình yếu đuối, tội lỗi. Ghê chứ. Khi cầu nguyện, hãy có một trái tim không lời, không cần nói nhiều. Tốt hơn là nói rất nhiều lời mà không có trái tim, không có yêu mến gì hết. Ông viết bằng cái bản nó bằng tiếng Anh, tôi không cần đọc lại. Nhân vật thứ nhì là mẹ Thánh Teresa Calcutta nói gì? Cầu nguyện chắc chắn không phải là cầu xin. Cầu nguyện là đặt mình vào đôi bàn tay nhân từ của Chúa và vào sự sắp xếp của Ngài. Và nhất là lắng nghe tiếng của Chúa trong sâu thẳm nhất của trái tim mình. Nhân vật thứ ba, Thánh Augustino, Ngài nói, hãy cầu nguyện cứ như mọi sự tùy thuộc vào Chúa. Và hãy bắt đầu làm việc cứ như mọi sự tùy thuộc vào mình. Có nghĩa là đừng ngồi đó cầu nguyện rồi khoanh tay chờ trái sung nó rụng. Trở lại sau ba nhân vật đó thì chúng ta nói cầu xin là điều bình thường, vì mình biết mình thiếu thì mình xin. Điều đó không có gì xấu, vì bản tính con người là hay xin. Nhưng cầu xin không phải là cầu nguyện. Xin quý vị hãy phân biệt điều đó. Và nếu chỉ biết mãi mãi cầu xin mà thôi, thì sự lệch lạc rất không tốt, có sẽ dẫn ta lần lần xa lìa Thiên Chúa. Bởi vì xin hoài không được. Cứ xem lại lời cầu nguyện của, rất mẫu mực trong Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Trong đó chỉ có một câu: xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Còn mọi câu chữ còn lại đều là xin cho danh Cha được cả sáng, cho nước Cha được ngự đến, cho ý Cha được thực hiện. Hay thật. Cho nên trong lời cầu nguyện thống thiết của Chúa Giê-xu ở vườn cây dầu, ai cũng nhớ mà: lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống cái chén đắng này, là những đau khổ quá sức tưởng tượng. Tuy vậy, Chúa nói, đừng theo ý con, mà theo ý của Cha. Xin cứ thi hành. Chúa Giê-xu vốn là ngôi hai Thiên Chúa. Chúa không thể lầm được. Ngang hàng với Chúa Cha thứ nhất. Đồng bản tính, mình vẫn đọc như vậy. Ngài có thể tự mình xuống khỏi thập giá, nhưng Ngài không làm vậy là vì vâng theo ý Cha. Cho nên lời có được nói ra hay không cũng không quan trọng, nhưng lời cầu nguyện ấy nếu được thốt ra từ một trái tim thành thật, không giả dối, nhất là trái tim đó muốn Chúa muốn gì, xin dạy con làm như vậy. Thiên Chúa yêu thương con người thông qua hành động của mỗi người chúng ta. Điều rất đáng lo ngại là người ta đã truyền bá một cái giáo lý rằng cứ nhấn mạnh một cái vế thứ hai của cái câu Chúa nói là hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở, hãy tìm thì sẽ gặp. Mà mình chỉ nhấn mạnh phần thứ nhì. Còn cái cốt yếu chính nhất là vâng theo ý Chúa thì mình không nhấn mạnh. Cho nên
lần lần rất nhiều người sẽ hiểu rằng cứ phải xin và xin theo ý mình. Tôi nói hơi dài, cho tôi đi sang phần 2. Đây là ảo tưởng về cầu nguyện. Ảo tưởng, tức là nó không đúng. Thứ nhất, cầu nguyện là xin xỏ những lợi ích vật chất. Đã bao giờ chúng ta cầu nguyện mà không xin không? Cả tôi. Thưa quý ông bà, cứ mỗi lần nhớ lại cầu nguyện là đều xin. Tôi nhớ lại những lần cầu nguyện trong tù, chỉ xin có một điều, xin cho con được sống sót để trở về, tức là theo ý mình. Và trong suốt những năm tù, chưa bao giờ tôi xin được một câu, xin cho con chấp nhận những gì Chúa gửi đến. Đó là lỗi lầm. Thứ hai, cứ cầu xin tha thiết với đức tin mạnh mẽ thì sẽ được. Nghe chưa? Cái ý tưởng này như được đoạn tin mừng của Ma-thêu chương 17 câu 19 á, nó củng cố. Nhưng đừng hiểu như vậy như hồi nãy tôi vừa mới nói. Đừng. Với bản tính con người, Chúa Giê-xu cũng thấy đau đớn chứ. Khi bị đánh đòn, tróc cả da thịt, khi bị mỏ gai, khi bị đóng đinh, khi bị đâm xuyên vào ngực, đau chứ. Cho nên với bản tính con người, Chúa vẫn xin á, xin cho con đừng uống chén này. Nhưng mà cách cầu nguyện của Chúa Giê-xu là gì? Nhưng xin vâng theo ý Cha. Đó là bài học cho mình. Chúng ta có thể xin rồi sực nhớ ra rằng, lạy Chúa, con xin cho đồng bào bên Việt Nam được thoát khỏi nạn đại dịch này. Nhưng sực nhớ lại, không, con dâng đồng bào đang đau khổ cho Chúa. Chúa muốn làm gì làm. Phải chăng đó là cách cầu nguyện bắt đầu đúng với thánh ý Thiên Chúa? Xin Chúa ban cho chúng con trong thánh lễ ngày thường hôm nay chỉ với một câu là Chúa Giê-xu cầu nguyện suốt đêm, mà chúng ta nhìn lại cách cầu nguyện của mình. Thứ nhất, chúng ta có nói nhiều quá không? Mà nói theo ý của mình, vạch đường cho Chúa đi nữa, chỉ cho Chúa cách để ban ơn nữa. Rồi khi không hợp với ý mình, thì mình oán trách Chúa, mình giận Chúa, mình bỏ Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con phải sống đơn sơ thôi, vâng theo ý Chúa là chính. Và phải chăng cả cuộc đời Kitô hữu là một cuộc đời biết vâng theo? Chính Đức Mẹ đã làm gương. Ngày mai chúng ta mừng sinh nhật Đức Mẹ đó. Xin Chúa ban cho chúng con mỗi lần kết hiệp với Chúa là một lần khao khát, chứ không phải vì cần rồi mới chạy tới. Chúng ta có thể xin, không ai trách. Nhưng tôi đã nói lâu rồi, worship, thờ phượng, có tới mấy điều lắm mà mình chỉ nhắm có cái xin không ạ? Tôi cũng lặp lại, xin không phải là điều xấu hay đáng trách, nhưng chỉ dựa vào đó mà thôi, thì mất ý nghĩa cao đẹp của sự cầu nguyện. Mà từ thế kỷ thứ 17, theo thần học gia David Christofius, cái đoạn chương 17 này được gọi là lời cầu nguyện của vị Thượng Tế. Nó rập theo khuôn mẫu của Do Thái giáo. Vị Thượng Tế trước khi cử hành lễ tế tạ ơn và xin được tha tội thì đọc lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đọc hôm nay. Mà Chúa đọc thuộc lòng. Như vậy Chúa là vị Thư Tế. Theo tôi hiểu vậy. Lời cầu nguyện của vị Thượng Tế, và trong cái lời cầu nguyện này, khi đến giờ tự hiến mình để làm hy lễ, Chúa Giê-xu đứng trước Chúa Cha trong tư thế của một vị Thượng Tế và cầu nguyện và chuyển cầu, hai động tác, cầu nguyện và chuyển cầu cho tất cả những ai được liên kết với Người nhờ cái gì? Đức tin và đức mến. Thưa quý vị, Chúa cầu nguyện lạ quá ha. Mình vừa mới nghe đó, thì tôi mở đầu bằng một cái suy niệm hơi vui vui của nhà văn Mai Tá, hay là Trần Ngọc 12. Ông nói, con quỳ lại Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu? Đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Rồi phổ thành bài hát, nhạc sĩ nào vậy?
Không ai biết sao? Sao quê vậy? Phạm Duy chứ ai? Con quỳ lại Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu? Chắc nhiều bạn trẻ cũng đã thường đọc câu đó. Mỗi lần nghe cái bài này thì ông Mai Tá ông tự xưng bần đạo, lại có cái tính rất xấu là cái gì cũng cười. Bần đạo cười liền khi nghe cái bài này. Chẳng phải vì đó là bản tính thông thường của người Việt. Người Việt gì cũng cười, buồn cũng cười, nói là buồn cười, vui cũng cười thì vui cười, rồi cười trừ, cười quê, cười ngạo nghễ, đủ thứ thứ cười đó. Sở dĩ bần đạo cười là vì thấy người nghệ sĩ viết nhạc tuổi đã già lắm rồi mà vẫn còn đòi cho con lấy được người con yêu là Chúa tôi, lấy về làm gì? Ông ấy cười nhạc sĩ Phạm Duy hết xí quách rồi, cúp thùng thiết rồi mà vẫn sao cho con lấy được người con yêu, không biết là nghĩa bóng hay nghĩa đen. Bần đạo còn cười vì nhiều lúc thấy mình lẩm cẩm lắm, tự nhận xét. Và như thế là đúng, bởi vì mỗi lần quỳ lại Chúa, con vẫn cứ xin và xỏ, gọi tắt là xin xỏ. Đây nè, con quỳ lại Chúa trên trời, đâu có nói gì chúc tụng Chúa đâu, sao cho con lấy được người con yêu. Cái vế kế tiếp là xin liền, chứ không ở trong đúng tư thế nguyện cầu. Mà một tư thế nguyện cầu như Chúa Giê-xu hôm nay là một tư thế không thấy xin cho mình gì hết á. Có ba đối tượng mà Chúa xin hôm nay là vinh danh Cha. Con đã cố hết cuộc đời làm những vị Cha giao để vinh danh Cha, rồi cầu nguyện cho những người đi theo con. Rồi cái đối tượng cuối cùng là cầu cho những ai vì tin những người này và cũng được Cha chúc phúc, không có xin cho mình. Tư thế nguyện cầu là vậy, là cảm tạ, là tri ân, chứ không phải là xin xỏ. 9 năm trước tôi đi theo Sơ Linh, cũng nhờ bà Sơ Linh mà tôi đi đại hội giới trẻ ở cái tuổi nó già gần chết rồi. Nhưng mà có người nói cái tôi cũng thấy vui là vì ông còn trẻ hơn ông giáo hoàng Benedicto thứ 16. Thế là tôi cũng hăng hái đi cho nó đỡ quê. Có hai ngày được viếng thành Jerusalem. Và nguyên một buổi sáng đến cái bức tường than khóc. Cái bức tường mà người Do Thái cứ đến đó là khóc. Người Do Thái vẫn cứ làm như vậy. Tay thì cầm sách, chắc chắn đó là sách thánh. Đầu thì gục lên gục xuống liên tục bất tận, giống như con bữa củi vậy đó. Gục càng nhiều là càng có công. Có người còn nhanh tay nhét vào cái khẽ gạch của bức tường những lời cầu xin của mình. Sau đó sẽ có người đi lấy, có thể để đốt đi, để dâng lên cho gia về. Có người thì thầm cái âm thanh gì đó. Có người khóc lóc nỉ non. Và có người xin xỏ. Rồi người người tới đây chứng kiến bức tường gọi là bức tường khóc than, rồi nguyện cầu. Từ lúc đó, rất nhiều người suy tư về động thái cầu nguyện của chúng ta. Mà mỗi người nên nhìn lại. Rồi, nhà văn Mai Tá nói khi tôi về nhà đang suy tư điều đó thì vớ được một câu chuyện tức cười sau đây. Có một người đàn ông hôm đó như thường lệ cầm cần câu ra ngồi cạnh dòng nước chảy, có chứ không phải ra biển như mình đây. Có nhiều cá, chỗ đó có nhiều lắm cho nên ông cắm câu. Vừa đến nơi ông nghe đâu đó có tiếng thì thầm rất là khẽ, cứu tôi với, cứu tôi với. Ông nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, cứ tưởng mình đang mộng mị giữa ban ngày hoặc là có ma. Rồi một hồi chẳng thấy ai hết, ông cũng chán ngán mà cũng hơi lo lo. Ông quay đầu để về, lại cứ nghe có tiếng kêu, cứu tôi với, cứu tôi với. Ông nhìn xuống dòng nước thấy có con nhái. Con nhái bén, nó bé bé chứ không phải con nhái to đâu. Con nhái bén to bằng ngón chân cái của mình, như bị ngộp nước vậy đó. Muốn lên bờ mà lên không được là vì vách sình nó trên. Thấy thế, ông hỏi, ê, có phải mà nãy giờ mày kêu, mày than vang đó không? Mày muốn giúp phải không? Đúng thế, tôi kêu gào, khản cả cổ, bộ ông biết sao? Thôi được, ông cứ đưa tay vớt tôi lên đi. Tôi lên bờ rồi, cũng đừng quên tặng cho tôi một nụ hôn nồng cháy. Lúc đó, tôi đủ điều kiện để biến thành một thiếu nữ đẹp nhất trần gian và sẽ là vợ ông. Khoan đã,
Làm gì mà rối lên thế? Nói nhiều quá tao nghe không kịp. Tôi lặp lại, ông hãy cứu tôi đi. Rồi dẫu có lòng nào đi nữa, cứng lòng mấy đi nữa, cũng đừng quên tặng cho tôi một nụ hôn nồng cháy nhé. Rồi ông sẽ thấy các bạn của ông sẽ điên tiết lên, vì ông sẽ có một người vợ đẹp nhất trần gian, làm cho ông hạnh phúc. Người đàn ông nhìn con nhái bén, nhìn qua nhìn lại, chả tin gì, nhưng mà thôi cũng chạnh lòng, đưa tay vớt nó lên. Rồi lão lại lo sợ con nhái lại nhảy xuống nước, cho nên bỏ vào túi áo cho chắc ăn. Một chút, nhái bén nhà ta thấy gã kia cứ lờ đi, không âu yếm hôn cho một phát, bèn lên tiếng, ơ kìa, sao ông lại ngốc thế? Thế này là thế nào? Hả rơi? Cái giọng nhà văn người Bắc mà. Lão có nghe tôi nói gì không? Đã bảo là tặng cho tôi một nụ hôn trìu mến nhé. Rồi tôi trở thành người phụ nữ đẹp nhất là vợ của lão cơ mà. Nói rồi mà không nghe à? Người đàn ông vội lôi con nhái ra, cầm hai chân và nhìn. Rồi ngắm một hồi rồi nói không. Chẳng dại gì mà làm thế. Ta đây chỉ muốn có một người ở bên cạnh biết cảm thông, mà chẳng hề thích thú mấy cái mụ trẻ trẻ người non dạ, suốt ngày cứ lải nhải những xin cùng xỏ. Đọc tới đó hết chuyện tôi cũng tức luôn á. Tôi không biết là ổng có hôn không nữa. Lải nhải những xin cùng xỏ, này đó là cái câu mà bắt được. Chắc chắn không thể nào là động thái của một người ngoan đạo, một người con hiếu thảo. Nhất là vào thời buổi này, lải nhải những xin cùng xỏ, nghe nó ghê quá, hơi mỉa mai đó. Là vì hầu hết chúng ta đều xin với xỏ, xin không được thì xỏ. Hình như Chúa điếc rồi đó. Thay vào đó phải là thái độ có nhận thức. Nhận thức cái gì? Những gì mình nhận được rất nhiều từ sự sống của mình, cho đến hoàn cảnh của mình được yêu thương, đến tội lỗi nợ nần của mình được xóa sạch, cho đến một đấng từ trên trời xuống chết thế cho mình, mà mình không biết điều vì không nhận thức và không nghiêm túc, cho nên lại cứ vòi tiếp, cứ xin với xỏ. Chắc chắn khi có động thái cầu nguyện đúng, hãy đọc lại chương 17 của Gioan. Rất hiểu biết Kinh Thánh để thấy rằng chắc cũng chẳng cần nhiều lời, mà thật là tâm tịnh, thật là khiêm tốn, chẳng cần đứng hay quỳ, nằm hay ngồi, không cần. Chẳng cần phải liên tục lặp đi lặp lại. Nói vậy thì có quá ra là tôi chủ trương lười biếng đọc kinh. Cho nên hôm trước có đi họp liên tu sĩ, mới hôm qua họp đây nè đông. Hôm đó có một cha trẻ nói với tôi, mình làm mà mình ban việc đền tội cho một bà mà nói là một chuỗi 50. Thì bà quay lại hỏi rằng sao nhiều vậy cha? Vẫn thua Đức Cha Oanh nha. Rồi thì bà có đề nghị vậy, con đọc một kinh thật sốt sắng, rồi con nói như trên, như trên, như trên, như trên 50 lần được không? Khỏi nói nhiều, cứ như trên, as above, as above, rất rất giống như đánh computer đó. Đó là nói chuyện cho vui thôi, không phải vậy. Nhưng không phải là lải nhải nói nhiều. Tôi vẫn tin rằng đây là lời trong sách, trong cái sách kinh sách đó, do giám mục John Spon viết. Tôi vẫn tin rằng chìa khóa để giúp ta hiểu rõ cầu nguyện là gì, nó sẽ không nằm ở bài học bản văn kinh thánh hiểu theo từng chữ một rất là sát với nghĩa đen, nhưng không, hiểu bằng kinh nghiệm cá nhân của mình với đoạn kinh thánh đó, áp dụng vào và ngồi suy tư, và đó là tư thế cầu nguyện. Từ những kinh nghiệm ấy, văn bản kinh thánh được viết thành lời, và đó là đời sống của mỗi người rất khác nhau. Hôm qua tôi có nói với một sơ trong dòng kín khi xưng tội,
Tôi không biết là sơ thì chả có tội gì, cho nên mỗi lần tôi giao việc đền tội tôi cũng ngại. Bà già bà cười, bà nói có tội chứ. Và nếu không gọi là không đền tội là sai, là vì ai cũng có tội hết. Nhưng mà qua việc đền tội, mình tạ ơn Chúa vì mình biết mình có tội. Hay không? Mình tạ ơn Chúa chứ không phải mình đền tội rồi mình sạch tội rồi mình nói ơ sướng, sạch rồi, khỏi cần Chúa. Đó là một bài học đó. Chúng ta nhận ra rằng đang khi cầu nguyện là chúng ta đang nói chuyện với Chúa. Đây là cái câu rất quan trọng do Hội đồng Giám mục Úc đưa ra. Đang khi mà mình gọi là cầu nguyện, mình ngồi ở đâu không cần biết, nằm ở đâu không cần biết, nhưng mà mình cầm trí lại để mà mình gọi là cầu nguyện, hai cái chữ nghe long trọng thiệt, thì thật ra các đức giám mục Úc nói để nhận ra rằng chúng ta đang nói chuyện với Chúa, có vậy thôi. Và ngang qua những lời của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta mời Chúa đến can thiệp vào đời sống của mỗi người. Hay chứ? Cũng rất là rõ. Trong cuộc sống, chúng ta mỗi người sẽ là những người làm cho lời Chúa trở nên phong phú tốt đẹp hơn, và người khác nghe một cách dễ dàng hơn. Còn hơn là mình rao truyền mà họ nghe họ sợ quá, họ không dám theo. Thật ra đúng, Chúa đang nói chuyện với ta hằng ngày, hằng giây phút, từng giờ. Tôi biết có một bà sơ dòng Mến Thánh Giá Thái Bình Tân Lập làm một bài hát rất là hay là dịch vụ telephone của Giê-xu. Cái đài riêng đó của Giê-xu. Bà nói không cần bấm số, chỉ cần hướng lên một cái là có thể gọi được ông ấy rồi. Mà dịch vụ đó không tốn tiền, không cần bao thuê, không cần thuê bao nữa. Rồi không bao giờ có hết pin. Chúng ta tiện thật. Cho nên cầu nguyện là lấy cái mobile, cái alo nói liền Chúa. Đang đau bụng gần chết đây. Cảm ơn Chúa đã gửi cơn đau bụng tới. Chứ không trách. Dám nói vậy không? Vân vân. Tôi lặp lại để kết thúc. Trong lúc cầu nguyện là để ta nhận ra rằng Chúa đang chuyện vãn với ta. Thật đẹp á. Hãy tưởng tượng cái đó thôi. Và lúc mình nói chuyện thân tình với Chúa thì mình biết mình mà lải nhải xin hoài như cái con nhái đó, ông kia ông cũng bắt đầu chán. Mặc dầu là cái phần thưởng nghe rất to, biến thành một bà vợ đẹp nhất trần gian. Làm tôi nhớ có một thanh niên kể trong với mấy bạn rằng tao cứ dẫn bạn gái nào về trình diện, hệ bố tao ưng thì mẹ không ưng. Lạ vậy đó, mấy đứa rồi. Cái bữa đó tao dắt về một đứa, mẹ tao ưng vô cùng bởi vì thấy thương hai bà với cô đó nói chuyện thân thiết lắm. Thì tao qua phòng bố, tao nói bố, hôm nay mẹ chấp nhận. Ông lên lé cửa ra, ông nhìn, ông nói lại Chúa tôi, mày biết không, tao đã khổ với cái bản mẫu, bây giờ mày lại đem về một cái photocopy, tao sống sao nổi. Đó là chuyện vui thôi, không có thật. Bác Nho không hỏi là biết rồi. Có thể sẽ có người khác thế bác Nho mà hỏi đó. Người đó 617 điểm. Không nói ai cũng biết là người nào rồi. Xin Chúa ban cho chúng con có phương tiện rất vui để nói chuyện với một người. Đừng bao giờ than nói một cả ngày không nói được với ai. Rõ ràng bất kỳ lúc nào không cần tốn pin, không cần mua iPhone vẫn có thể nói được với Chúa. Sao không làm? Lời cuối cùng, cái bức tường của các tu viện ở chỗ các cha tĩnh tâm có để câu Chúa lúc nào cũng rảnh để sẵn sàng chuyện vãn với mình, còn chúng ta thì quá bận bịu nên không có giờ nói với Chúa. Hay thật! Ân sủng được định nghĩa như thế nào? Nó rất là hay. Tôi đã dùng những chương trong thần học của Linh Mục Hoàng Sĩ Quý để nói ân sủng, tức là ơn Chúa ban đó, không phải là nước sơn đổ lên sơn cho mình đẹp,
Rất nhiều người mình hiểu như vậy, vì cứ nghĩ đó là cái ơn, rồi ở trên rót xuống, cái người mình sẽ đẹp hơn. Đúng. Ân sủng là biết có Chúa ở trong mình, ở trong. Là phần thứ nhất. Phần thứ hai, vì có Chúa ở trong, cho nên cố gắng kiện toàn, tức là thay đổi con người mình. Nếu dùng chữ tu sửa cũng được, tu là sửa lại đó. Càng ngày càng sửa nó lại, cho nó đẹp hơn. Và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Đó là ân sủng. Và tôi tin dựa trên cái gì mà ân sủng nó chiếm vào? Nếu mình nói Chúa ở trong mình là Chúa ở trong cái gì? Ở trong ông bà đó, ở trong cái thân xác của mình đó. Cho nên cái trào lưu dẹp tất cả những gì thuộc về thân xác, nó qua rồi. Nếu thân xác tội lỗi và xấu xí như vậy, Chúa dựng nên làm gì? Bây giờ, khuynh hướng người ta bảo, trên cái thân xác tự nhiên đó, ân sủng nhập vào và biến nó thành linh thiên hóa, nó đẹp hơn nhiều. Cho nên, với những cái tự nhiên của mình, hay thiên bẩm của mình, nó là cái nền để rồi ơn Chúa nhập vào, tức là sự hiện diện của Thiên Chúa trong người mình, thì mình trở thành thăng hoa đẹp hơn. Cho nên các khuynh hướng tự nhiên như là đói thì cần phải ăn, khát cần phải uống. Đến tuổi dậy thì có những đòi hỏi về sinh lý. Các khuynh hướng đó không có gì là xấu. Tất cả đều được Chúa dựng nên. Xấu hay tốt là do chính mình, do ý hướng, do thái độ và chiều hướng quyết định của mình. Vì đã là người thì phải làm người cái đã. Từ cái con người đó, Thiên Chúa nhập vào bên trong mới trở thành một con người, con cái Chúa mà mình nghe đọc trong lời nguyện. Mình không thể nào sống để mặc cái tự nhiên nó lôi đi như một con thú. Ai cũng biết điều đó. Không thể nào sống như con thú được. Để làm người, mình phải tập uống nắng bản năng của mình. Phải làm chủ những ham muốn của mình. Phải cao quý hóa tâm hồn mình. Với ý chí, với tập luyện, với những quyết tâm, với ơn Chúa. Đừng có quên cái phần cuối cùng. Mình mới có thể sửa chính mình được. Nếu không, suốt đời cũng vũ như cẩn, vẫn như cũ. Vấn đề không phải là mình diệt được những ham muốn, mà tiếng Anh nó gọi là desire đó. Những cái ham muốn ai cũng có, mà là hướng nó đi về một cái cách cao thượng hơn. Một người yếu những ham muốn, tức là không còn ham muốn gì nữa hết, không thể trở thành một con người tiến bộ được, phong phú được. Không thể. Vì không ham muốn gì hết, làm sao có dám hy sinh để bước chân đi? Cho nên không tha thiết với bất kỳ chuyện gì, thì sống thái độ mà Thánh Kinh nói, sống nóng không ra nóng, nguội không ra nguội, dở dở ương ương. Và Chúa nói, ta muốn ói nó ra. Cho nên tôi tin rằng, thưa quý ông bà, hãy lấy làm vui với thân xác của mình. Hãy hãnh diện là vì thân xác của mình độc nhất, vô nhị, không có cái thứ hai, không có ai đụng hàng với mình hết. Cả hai người sinh đôi cũng khác nhau. Và trên trần gian này, người ta cá độ với nhau rằng phải tìm cho ra hai cái lá cây giống nhau. Có thể có đó. Nhưng xác suất khoa học bằng computer nó nói muốn tìm được hai chiếc lá cây giống nhau 99%, cho không nói 100%, thì cần 99, cần 3 tỷ giây, tức là 99 năm. 99 năm mà cứ mỗi giây là cầm một cặp lá lên coi, đút vô một kính hiển vi rồi bỏ ra, không kịp. Ít nhất phải 1 phút hay 2 phút đút vô kính hiển vi, điều chỉnh, so sánh, coi nó có giống nhau, khác nhau thế nào. Thì như vậy, mình phải làm trong 200 năm mới tìm được hai cái lá cây thôi.
Đừng có nói tìm thấy hai con chó giống nhau. Đừng có nói tìm thấy hai con gà giống nhau. Và đừng bao giờ tìm thấy hai con người giống nhau. Giống bên ngoài chút chút thôi. Giống như ở đây, anh Quyền hơi giống giống Trà Thúy vậy đó, đó có chút chút thôi à. Cho nên sao mình không thấy vui khi Chúa cho mình cái tự nhiên thật như vậy, thật độc đáo như vậy. Vì vậy mà mỗi ngày sáng thức dậy phải thấy đây là một ngày vui. Đừng bị bất kỳ đám mây gì nó ám vào cuộc đời mình. Hôm nay chán quá cha. Tôi hỏi chán gì? Không biết. Chán cái gì thì nói không ra. Mà tự nhiên cái ý chán nó đến thì tất cả đều âm u. Buồn quá. Từ đó tôi lại nghĩ cao hơn. Không có thánh lễ nào cao trọng hơn thánh lễ nào. Bởi vì thánh lễ là đỉnh cao, kỷ niệm, thực hiện lại việc chết trên thập giá của Chúa Giê-xu. Cho nên đừng có nói thánh lễ đại trào, rất đông người, mấy nghìn người dự thì nó cao trọng hơn thánh lễ có mấy chục người dự. Cái đầu đó sai bét. Và chính mình, một mình đi dự thánh lễ, mình dâng Chúa Giê-xu cùng với hy tế của Ngài đó lên cho Chúa Cha là một thánh lễ đẹp nhất trong đời mình. Như vậy, đâu có sẽ so sánh lễ hôm nay, ngày thường thua lễ Chúa Nhật, thua lại lễ Phục Sinh. Và mỗi ngày, bà mẹ Teresa đều nói phải là một ngày đẹp nhất đời mình mà. Tôi tin chắc rất nhiều người không có nghĩ tới đó. Cho nên sống thấy tội nghiệp. Làm sao để ý thức được rằng mỗi giây phút mình sống, mình có một đấng thượng đế ở bên trong. Nếu mình không tự ý xua đuổi Ngài ra. Mình xua đuổi Ngài ra cách rõ ràng nhất là mình cố tình phạm tội trọng. Chỉ có vậy thôi. Cho nên cảm ơn giáo hội dạy cho chúng ta qua đoạn tin mừng liên tiếp của Thánh Gioan nói về chữ ở trong. Mà thật sự, cái bí nhiệm của cuộc đời Kitô hữu là ai là người ý thức được Chúa ở trong mình, người đó là thánh rồi. Tôi dùng chữ ý thức chứ không phải nói bằng miệng. Và vì ý thức điều đó, họ luôn luôn cộng tác bằng cách tu chỉnh, sửa lại bản thân mình cho xứng đáng hơn, cho giống Chúa Giê-xu hơn. Và vì mình biết mình làm không được, mình cần ơn Chúa Thánh Thần. Cho nên tóm tắt là tất cả những việc phục vụ mình làm, liturgy, là mình làm hướng về Chúa Cha, qua Chúa Giê-xu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhiều khi mình quên mình chỉ có cầu nguyện một trong ba đấng à. Mà mình cầu nguyện một như vậy thì tội nghiệp, bởi vì cả ba cũng là một. Nhưng mà nếu mình ý thức được việc con làm là liên can tới mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mình hạnh phúc lắm. Còn mình không ý thức thì mình như cái máy thôi, không ai trách mình đâu, nhưng mình thiệt thòi. Luôn luôn tôi nói mình thiệt thòi, chứ Chúa không mất mát gì hết. Tôi đã từng đi hỏi nhiều người trong các cuộc hội thảo hay tĩnh tâm điều gì đáng tiếc trong đời. Thì có người nói bị phản bội, có người nói chọn một người phối ngẫu sai, có người nói không chú trọng tới vấn đề giáo dục con, bây giờ mất đứa con, vân vân. Đó tức là họ chỉ nghĩ đến những ngoại nhân làm cho họ tiếc. Những cái yếu tố bên ngoài làm cho mình tiếc. Tôi chỉ muốn hỏi cái gì bên trong chính mình làm cho mình tiếc thì không thấy ai trả lời. Có thể người Á Châu của mình kín đáo, không muốn nói. Nhưng ở đời có ba điều đáng tiếc, tôi đã trình bày mấy năm trước rồi. Chu Hy bên Tàu đã nói ba điều đáng tiếc đó là: một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này không học. Người cái bản dịch là chẳng học, chẳng đây có nghĩa là không muốn. Ba là thân này lỡ hư. À, có ba điều đáng tiếc đó, không biết trúng hay không. Và trong cuộc đời chúng ta có tiếc điều nào không?
Chúng ta có lỡ điều nào không? Ở đời ba điều đáng tiếc. Nên nhớ, cái thứ nhất, theo tôi, đó là tiếc thời gian của cuộc sống của mình. Cái gì cũng nói hôm ngày để mai làm. Cơ hội đến không làm, cứ để thôi, để mai, để sang năm. Và như vậy, thời gian mất đi. Chính mình có một số thời gian được ấn định, mình đâu biết. Mình cứ để lãng phí, mất, mất, mất. Tức là mình phí cuộc đời mình. Nhớ, cách đây 10 năm, mỗi giây trôi qua, thì có 3 người được sinh ra trên thế giới này. Năm nay, theo thống kê mới, cứ mỗi giây trôi qua, vì con số người tăng lên, lúc đó thế giới có khoảng 5 tỷ người, 5 tỷ rưỡi, thì bây giờ đã đông hơn nhiều, cho nên cứ mỗi giây có 4 người sinh ra quý vị ơi, và có 2 người qua đời. Như vậy thì, tính một cách đơn giản, cứ mỗi giây trôi qua, thì mức độ cạnh tranh để sống trên thế giới nó tăng. Không cạnh tranh, không thể sống được. Bởi vì số người tăng dần, nổi cái chuyện đi tranh ăn, tranh sống. Rồi có mỗi giây trôi qua, lại có hàng tỷ cái megabyte thông tin được phát trên mạng, trên toàn thế giới. Mà cách đây 10 năm không bao nhiêu. Cho nên, thứ mà mình biết một giây trước đây, tới bây giờ đùng một cái sau một giây, nó lỗi thời rồi. Một giây phút trước đây, mình vừa nghe được một điều, kể đến đã lỗi thời rồi. Ngày hôm qua mình mua được một cái điện thoại di động hàng hiệu, hôm nay nó lỗi thời rồi. Cứ mỗi giây trôi qua, có hàng trăm tỷ bước chân của con người đi trên mặt đất. Cũng có nghĩa là mọi người luôn luôn di chuyển, luôn luôn thay đổi, luôn luôn đi đến một nơi nào đó. Cho nên mình không phải là người duy nhất, không phải là người đặc biệt nhất, cũng không phải là người nhanh nhất đâu. Chắc chắn là như vậy. Nguy hại nhất là cái thói cứ chần chờ, không muốn làm liền bất kỳ cái gì. Vì vậy, điều đáng tiếc nhất là việc hôm nay không làm, cứ để mai, có nghĩa là lãng phí thời gian. Thứ hai, đời này chẳng học hay là không muốn học. 99% chúng ta đã từng tự hỏi học để làm gì? Phải không? Học để làm cái gì? Tại sao phải học? Rồi lên trên mạng đọc thấy nhỏ mà không học, lớn làm giám đốc, thì học làm gì? Cái đấy nó mỉa mai như vậy. Đây không phải là học về chữ nghĩa, văn hóa, văn chương, mà học một kinh nghiệm, một lề thói tốt, một cử chỉ thân thiện, một lời nói xin lỗi, vân vân, một kinh nghiệm sống. Điều đó ai cũng cần. Một chút tôi chỉ chú trọng tới chữ học. Còn ba, ông Chu Hy nói, thân này lỡ hư. Có nghĩa là đời này mình cứ nghĩ rằng thôi, lỡ rồi không làm nữa. Tôi qua đến Úc, 30 tuổi rồi, lỡ rồi không muốn học lái xe nữa. Bây giờ tôi cụt chân, cụt cẳng, đi đâu cũng phải nhờ con cháu chở. Tôi tiếc, nó mất rồi, đi rồi. Nhiều thứ lắm, mình không thể nói. Đêm qua, người bạn đời của tôi có nét buồn. Tôi nói thôi để mai tính. Trễ rồi, mai chuyện khác xảy ra. Lúc đó nhận thấy sao không nói, cứ lỡ rồi, giống như cái điều đáng tiếc thứ nhất vậy. Nhất là nghĩ rằng thôi, lỡ rồi, không thay đổi gì nữa. Từ đó tôi nhớ, tôi học tiếng Anh, ông thầy dòng La Sang dạy cho tôi câu bắt tôi học thuộc lòng á. Và tôi dịch như thế này. Tiếng Anh nói, người nào mất tiền là đã mất nhiều rồi. Người nào mất một người bạn là mất nhiều hơn mất tiền. Người nào mất niềm tin vào chính mình, mất tất cả. Có thật. Hôm qua tôi được một cái email, một người bạn bên Mỹ nói, một người công giáo, bạn thân của người đó, có đứa con trai 30 tuổi, ngồi trong xe, đậu ở chỗ nào đó trong cái park, rồi lấy cây súng shotgun, là cái loại bắn ra 12 viên đó, kê đây, bóp cò, mệt. Cả gia đình công giáo, ông bố khóc thương biết bao nhiêu, cảnh sát không cho nhận xác liền, bởi vì để điều tra xem ai bắn. Mà phân nửa đầu đi lên trên cái vách xe, cái trần xe cũng thủng luôn.
Tại sao vậy? Không biết. Mình không biết lý do, mình không thể kết án. Nhưng chắc chắn một điều là mất niềm tin. Không phải tin vào tôn giáo đâu, mất niềm tin vào chính mình. Một thất bại, một ê chề, một đau khổ mà mình mất niềm tin là mình vượt qua không được, thì mình tự kết liễu, mình đi trốn. Mất niềm tin, mất tất cả, đúng đó quý vị. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng thân này lỡ rồi. Cái chữ lỡ đó đã hại biết bao nhiêu người. Cho nên nếu chúng ta xét về khía cạnh đó, thì ông Chu Hy có lý. Đây là những điều ông nói, nó thuộc về yếu tố nội tại của mình, chứ không phải người ngoài làm cho mình đáng tiếc. Như vậy, tôi bàn về chữ học. Thưa quý vị, bây giờ mời ai đứng lên định nghĩa học là gì? Cả đoàn tiến sĩ không đó. Học là gì thôi? Hôm qua có người trả lời, học là học hỏi. Tôi nói zero điểm. Bởi vì lặp lại chữ học rồi còn thêm chữ hỏi vô nữa. Ai cũng biết chữ học hết đó. Ở đây ai cũng hiểu đó. Mà giờ bảo nói ra đi, học là gì? Học là học. À cha, hay chưa? Thôi để nói, để mất giờ. Học là chấp nhận mở trí óc ra để tiếp thu một kiến thức, đó là về văn hóa, hay một tài năng về học nghề, hay một kinh nghiệm học ở đời. Từ điển nó nói đó. Tôi không đặt ra đâu. Là mở trí óc ra để tiếp thu một kiến thức đi học ở trường đó. Một tài năng đi học ở trường TAFE chẳng hạn, học nghề chẳng hạn. Hay là một kinh nghiệm ở đời là mình học trường đời. Mở trí óc không dễ. Nếu như mình không thấy cần. Có phải không? Mình không thấy cần, có thể mình sai. Nhưng mà mình ngại, hay mình không thấy cần, hay mình biện minh là tôi không cần. Tôi không cần học tiếng Anh. Là vì tôi sống ở cộng đoàn người Việt. Cho nên khi tôi muốn, nó trễ rồi. Cái đó nó sai, thấy không? Vì thế một số trẻ em không thích học là vì nó có thấy cần đâu. Do đó cái giáo dục phải rất tế nhị, rất khó khăn để khuyến khích, nâng đỡ nó. Cho nên người Nhật, cái động từ học của nó đọc nghe mắc cười lắm. Nó nói là benkyo suru. Benkyo là viết hai chữ Hán Việt là miễn cưỡng. Suru là làm. Cái chuyện làm một cách miễn cưỡng thì nó gọi là học. Mà đúng, chỉ có đứa nào nó nếm được cái vui khi nó thành công, nó thắng được những bài toán đang thách đố nó, lúc đó nó sẽ tiến lên. Còn những đứa không ai kích thích, không ai làm chất xúc tác thì nó sẽ không học. Và điểm thứ nhì, học là phải dành thời giờ và sự chú tâm để hoặc tiếp thu kiến thức, hoặc một tài năng, hoặc một kinh nghiệm sống. Cả ba cái. Và ông Chu Hy chú trọng vào cái kinh nghiệm sống nhiều hơn. Nếu ta cho rằng cái ta có rồi thì có ai đi học nữa không? Kể cả văn hóa. Một người có bằng tiến sĩ về y khoa bảo đi học lại cái môn y khoa đó, không ai học đó. Nhưng tội nghiệp cho những bác sĩ Việt Nam qua đây, nhiều khi bên Mỹ, bên Úc nó bắt học lại. Mình vẫn học. Tại vì nó không công nhận cái bằng của mình. Nhưng mà nếu mình nói mình có rồi, mình đâu học. Tôi biết làm bánh cuốn rồi, học làm gì? Tôi không cần đi dụ bà nào để chỉ nữa hết. Nhất là bây giờ giáo sư Google chỉ rất rõ. Thứ hai, nếu chúng ta có rồi là chúng ta không muốn, thì chúng ta cảm thấy tự hào, không cần. Mỗi người đi theo Chúa Giê-xu hôm nay, Chúa biết mình thiếu. Chúa khuyên học nơi Chúa là Chúa biết mình thiếu cái đó. Hai điều, hiền lành, khiêm nhường. Thật sự, Chúa Giê-xu biết chúng ta thiếu sự hiền lành, thiếu sự khiêm nhường. Sao Chúa không bảo học cái khác ha? Mấy người làm bánh mì đó sao ông Chúa không nói, hãy học cùng ta cái nghề làm bakery. Ta búng một cái là 5.000 ổ bánh mì ra liền, khỏi phải nhồi bột thức 2 giờ sáng, khỏi phải nướng. Hay là cao hơn, làm nước thành rượu. Trời ơi, mấy cái hãng rượu ở trên Swan dẹp tiệm hết, bởi vì Chúa nói múc nước thành rượu mà rượu ngon. Mấy người đó lúa dẹp tiệm. Hay Chúa không nói hãy làm cho người chết sống lại, cái đó hốt tiền thử nhiều ạ. Đến học với Chúa để mà Talita Kumi là con nhỏ nó thức dậy liền. Nó chết rồi mà nó dậy, trời ơi. Mà mình đọc gần chết, người chết vẫn chết. Chúa không dạy,
Mà Chúa bảo đến học cùng tôi hai điều thôi, hiền lành và khiêm nhường. Chúng ta thiếu hai thứ đó. Để tôi đọc phần này cho quý vị nghe. Thứ nhất là hiền lành. Hay là hiền hậu, trong này dịch là một con người không có lòng độc ác, không mưu toan ám hại ai, không mưu toan trả thù ai. Định nghĩa rất rõ. Có tâm địa xấu là họ bỏ liền. Không có điều gì muốn hại người khác mới gọi là hiền lành. Và ngược lại, có lòng thương người khác và hay làm những điều thiện ích cho kẻ khác. Theo tiếng Hy Lạp, thì cái chữ mà mình dịch là hiền lành hay hiền hậu được dùng trong Thánh Kinh, thì tiếng Hy Lạp có nghĩa là có cử chỉ dịu dàng, có lời nói ngọt ngào, có hành động không thô bạo cứng cỏi. Ghê không? Nó nói rõ ha quý vị. Như vậy, hiền lành là phải có cả hai, bên ngoài và bên trong. Bên trong phải có sự yêu thương người khác bằng cách thông cảm, khoan dung, tức là chấp nhận người khác khác mình, yêu thương rồi họ lầm lỗi thì tha thứ. Bên ngoài thì tỏ ra nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào, không cứng rắn thô bạo. Nếu không có cái bên trong thì có thể cũng có người dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng đó là những kịch sĩ tài ba. Trước sau gì người ta cũng khám phá ra. Nói rất ngọt mà tâm địa không nhân ái. Hiền lành đòi hỏi phải, thứ nhất, ít nhất bề ngoài là dẹp tính nóng. Trong đời sống hàng ngày, những người có quyền thường có phản ứng rất mạnh mà mình gọi là tính nóng. Khi thấy điều gì sai với ý mình, rồi từ đó cái giận cá chém thớt, hay no mất ngon, giận mất khôn, hay vơ đũa cả nắm, vân vân. Đó là định nghĩa về chữ hiền lành. Mà cái hiền lành mà Chúa Giê-xu muốn là mình học nơi chính Chúa Giê-xu đó. Tôi trở lại. Nhiều người cứ tưởng hiền lành là nhu nhược, yếm thế, là yếu đuối, không dám phản ứng, là mặc kệ cho ai muốn nói gì nói, hoặc cho bất công hoành hành, mặc kệ cho tội ác phóng túng. Sai. Không phải như thế, mà là một hành vi cao cả. Không phải là việc làm khuyến khích thêm tội ác bằng cách mình im lặng, mà là để cảm phục người khác bằng con đường tình thương, là con đường Chúa Giê-xu đi. Hiền lành như vậy là sức mạnh, không dễ đâu. Và chính vì không dễ, Chúa Giê-xu bảo học cùng Chúa. Thánh Phan-xoa de Sales là đã quả quyết, người hiền lành sẽ làm chủ các tâm hồn và mọi ý chí sẽ ngự trong lòng họ. Có ý chí lắm mới tỏ ra rất là tự chủ, rất là dịu dàng. Vâng, những người mạnh mẽ, biết xả kỹ, biết tự chủ, biết tự thắng chính mình mới có thể hiền lành được. Đây là chuyện xưa lắm rồi. Ông Socrates, hiền triết Hy Lạp, ai cũng biết. Có người bạn cũng là một triết gia, đến rủ ông đi thuyết trình đâu đó. Mà đến rất sớm, bởi vì phải đi hơi xa. Bà vợ thấy ông chuẩn bị đi sớm là không hài lòng, là bắt đầu gầm thét như sư tử vậy. Ông Socrates vẫn âm thầm thản nhiên thay đồ rồi đi. Cái nhà của Hy Lạp cũng gần giống cái nhà Do Thái, trên nó có cái sân thượng. Khi ông vừa bước ngang cái ngưỡng cửa nhà thì bà vợ đứng trên đầu đổ một xô nước rửa chén xuống ngay đầu ông, văng ra ông bạn nữa. Ông bạn thấy vậy tỏ dấu rất bất bình, phản đối và nắm tay lại nổi nóng. Nhưng ông Socrates cười, ông nói, mày biết không, hồi nãy là trời gầm thì bây giờ trời mưa có gì lạ đó. Rồi thản nhiên đi vô thay đồ. Từ đó ông bạn mới phục cái ông này. Ông nói, mày không phải sợ vợ nó không? Tao không sợ, nhưng tao tự chủ được. Không có dễ đâu á. Mấy ông mà bị vậy thì làm sao nè? À, anh Mỹ, nếu bà chị lụa, chị xối một xô nước xuống thì anh làm gì? Dạ, im lặng dạ. Im lặng, ồ. Vậy hả? Là đồ đệ của Socrates. Tôi nói cho vui để đỡ buồn ngủ, nhưng mà đó là một cái gương. Có gì lạ đâu, hễ trời gầm thì thế nào cũng mưa, đúng, y nước xuống. Bắt chước Chúa Giê-xu sống hiền lành. Hiền lành đến cái mức độ người ta lôi đi giết, người ta xử bất công, Chúa không đính chính, không hề đính chính.
Mà hiền lành lại là trong tám mối phúc thật, nó là cái điều thứ mấy? Điều thứ hai. Chúa đã khuyên mình rồi. Hiền lành trong tám mối phúc thật, mối thứ hai, phúc cho những người hiền lành. Hay thật, mình ít khi nghĩ tới lắm. Mình nghĩ là mình phải tỏ ra uy quyền cái đó. Hãy học cùng tôi vì tôi khiêm nhường. Đây là điều thứ hai mình bàn. Ai cũng biết khiêm nhường là tỏ ra mình nhỏ nhỏ chút, không có cao, không có phô trương gì hết. Nhưng hãy đọc lại đi. Căn bản của khiêm nhường chính là biết mình là gì, là ai. Vậy thôi. Ở đây ta thấy ý nghĩa của chữ, của động từ to be bên tiếng Anh. To have là những gì mình có khi mình chết, mình không mang theo được. Nhưng to be là những gì mình là thì đi theo mình cả đời, sang thế giới bên kia nữa. Người khiêm nhường biết mình là như thế nào, có những giới hạn nào, có tài ba nào, có trí khôn ra sao. Họ không muốn tỏ ra cái mình mà mình là đó cho người khác biết. Mà giả như có người khác hiểu lầm, coi cái là của họ quá thấp, thì họ cũng không có màng. Là vì tôi biết tôi có, mà nó nghĩ tôi không có, không sao. Vì mình biết mình là gì, cho nên sống rất thành thật, đúng với cái là của mình. Cho nên người nào nhờ mình biết làm, mà mình nói em không biết làm, tôi không biết làm, không phải mình khiêm nhường đâu, là mình đang nói láo. Thì nói láo xong sẽ không có bình an đâu. Cho nên muốn sống bình an, thanh thản, phải biết và thành thật, sống đúng với cái mình là. Tiếng Việt hay, khiêm nhường viết tắt hai chữ đầu K với N, thì kiêu ngạo cũng K với N. Kiêu ngạo là tỏ ra mình vượt quá cái mình là. Tôi định nghĩa thấy nó hay hay. Mình không phải là vậy, mà mình cho là mình hơn vậy. Giống như tôi kể chuyện một cô mà đi xưng tội đó. Con phạm cái 7 mối tội đầu, con phạm cái mối thứ nhất nặng nhất, cha biết không? Cho nên tôi biết, đó là kiêu ngạo. Nói rõ hơn kiêu ngạo làm sao? Con đi tới cộng đoàn thấy không có đứa nào đẹp bằng con hết á. Cho nên con kiêu ngạo lắm. Nghe cái rẹt ông cha mở màn ra ngó. Cái đóng màn lại, tội con nhẹ lắm, chỉ là sự nhầm lẫn thôi con. Con không có đẹp dữ vậy đâu. Nó cũng vui vui đó, tôi kể hoài rồi mà có nhiều người cũng chưa tin. Thật ra là mình lầm, mình cứ nghĩ rằng mình hơn cái mình là. Đó là căn bản. Căn bản để tập sống khiêm nhường. Ai đã từng xem phim Ben Hur, tôi đọc theo tiếng Pháp. Tôi xem hồi nhỏ ở trường La Sang. Lớn lên tôi đánh cái đó trong computer, tôi coi lại. Tôi cũng mới coi đây hồi mùa chay vừa rồi. Đó là phim nói về một quý tộc Do Thái, một thanh niên, có người bạn là một sĩ quan La Mã, hai người thân với nhau. Rồi vì một cái chuyện hiểu lầm nào đó, cả gia đình tan gia bại sản, anh ta bị đi đài chèo thuyền, chèo các chiến thuyền của La Mã. Thì anh đã gặp Chúa Giê-xu một lần. Đến khi anh được phục hồi danh dự, anh trở thành một nhà quý tộc trở lại, thì anh thấy Chúa vác thánh giá đi lên đỉnh đồi Golgotha. Và anh mang ơn Chúa lúc anh đi đài, vác cái gông đi để tới chiến thuyền để chèo, khát nước, Chúa đã cho một gáo nước. Từ đó anh nhớ. Nhà văn Lewis Wallace là người đặt ra câu chuyện Ben Hur, đã đặt vào miệng Ben Hur câu sau đây: thấy Chúa Giêsu vác thánh giá tội nghiệp với lòng biết ơn, và anh đang là một người thủ lãnh của một nhóm người Galilee, anh hăm hở đến gần Chúa. Lính La Mã thấy anh là nhà quý tộc không cản. Anh nói với Chúa: lại thầy, thầy nghe tôi đây, có phải thầy tự ý muốn đi theo bọn lính và các giáo sĩ hay không, để đi đến đỉnh đồi tử tội để bị giết? Chúa Giêsu không trả lời: lại thầy, tôi có nhiều người dưới quyền tôi là những binh đoàn nhiệt thành Galilee trong thành phố này. Thầy nói một tiếng đi, tôi ra lệnh là họ sẽ phục tùng tôi giải thoát thầy. Thầy nói đi. Yes, I know.
Chúa Giêsu vẫn một mực im lặng. Lại thầy, tôi nói lần chót, bởi vì lính không cho tôi nói lâu. Một lời thôi, yes hay no. Chúa Giêsu vẫn im lặng, đến nỗi Ben Hưa tức tối quay ra bờ sông Cê-trôn và thốt lên: cái ông Nazareth này, cái ông Nazareth lạ lùng này, thế thì cái thông điệp của cái tôn giáo của ông mang ý nghĩa gì? Rồi anh ta không có lời trả lời cho đến khi Chúa chết và mẹ và em gái anh ta được lành bệnh phong cùi, thì anh ta mới hiểu thông điệp đó là thông điệp sống hiền lành và khiêm nhượng. Nó cũng có cả những cái gương khác về kiêu căng nữa đó quý vị. Napoleon đó, hoàng đế Nã Phá Luân đó, đã từng in một cái huy chương để thưởng cho lính mã vàng. Thiên Chúa dựng nên mọi vật, nhưng trái đất này của tôi. Dưới quyền ông, nói thì sớm lắm, đánh qua Nga cũng không thành công. Mấy sư đoàn đi qua đó tan tác kéo nhau về giống như gà què. Rồi cuối đời bị bắt nhốt ở đảo St. Helens, cứ gặm nhấm cái câu đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chúa muốn chúng ta học. Tôi nói nó lan man chút, hơi dài chút, nhưng mà rõ ràng có thể chúng ta cần phải học rất nhiều. Và cái điều cần không phải đi học văn hóa, đi học về nghề nghiệp, đi học về kinh nghiệm ở đời cho bằng, học với chính Thầy Chí Thánh là Chúa Giêsu. Hãy học nơi Ngài. Có hai điều thôi: tâm địa hiền lành, không mưu toan điều xấu, không mưu toan ám hại, không muốn trả thù, và khiêm nhường, biết mình là gì, biết mình là ai, không vượt quá cái giới hạn đó. Ai coi thấp mình không sao, họ chưa hiểu mình thôi. Nếu được đi được như vậy, tôi nghĩ là gia đình nào cũng hạnh phúc, và việc giáo dục con cái cũng sẽ được hai vợ chồng đồng ý với nhau, thì rất là trên thuận dưới hòa. Chúa ban ơn cho gia đình đó.